Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chiến thắng nhọc nhằn của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia diễn ra với những dấu ấn rõ nét đến từ hành lang cánh trái của đội bóng áo đỏ theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Khu vực được chấn giữ bởi Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng đã tạo ra hai bàn thắng cho đội bóng áo đỏ, song cũng để lại không ít những lo lắng ở phần còn lại của trận đấu. Theo những ghi nhận sau trận đấu đầu tiên với U22 Lào, chỉ số về việc thực hiện các đường truyền phát triển bóng lên phía trước của Phan Tuấn Tài gấp ít nhất là 2 lần so với cầu thủ xếp thứ hai của U22 Việt Nam. Hậu vệ của Viettel đã là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Philippe Druze cho vai trò trung vệ lệch trái từ thời điểm nhà cầm quân người Pháp còn làm việc với U19 Việt Nam. Ở thời điểm ấy, Minh Trọng cũng là một nhân vật nhận được nhiều sự tin tưởng đáng chú ý, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Đồng Tháp là người duy nhất trong danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam không được đăng ký ở tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp trong mùa giải 2023 này. Không cần phải bàn cãi về niềm tin mà huấn luyện viên Philippe Troussier dành cho cặp đôi thuận chân trái này. Cùng với Lewandowski, cả hai đóng vai trò quan trọng trong thời điểm triển khai bóng của U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier. Trong bối cảnh thời tiết và mặt sân không lý tưởng, U22 Việt Nam thường xuyên chọn những tình huống triển khai bóng tấn công vào khoảng trống ở sau lưng hàng phòng ngự của đối phương. Đó có thể xem là miếng đánh sở trường của những cá nhân chơi ở hành lang cánh trái như Minh Trọng và Tuấn Tài. Levando di chuyển để thu hút sự chú ý của trung vệ bên phía đối phương, trong khi Minh Trọng tấn công theo chiều sâu theo hướng ngược lại để nhận đường truyền từ Tuấn Tài. Đó là một tình huống triển khai không quá phức tạp nhưng lại mang lại hiệu quả tối đa với pha chớp thời cơ của Văn Tùng. Những tình huống bứt tốc và xử lý bóng trên phần sân của đối phương vẫn luôn là một điểm mạnh của cầu thủ gốc Đồng Tháp. Một mẫu hậu vệ biên có kỹ thuật cá nhân tốt và luôn tạo ra đột biến ở mặt trận tấn công. Không khó để nhận ra ý đồ của huấn luyện viên Philippe Truze khi mà U22 Việt Nam kiểm soát bóng. Nếu như Thanh Nhàn và Văn Cường ở cánh phải là những mẫu cầu thủ có xu hướng kết thúc tình huống nhiều hơn, thì những tuấn tài Văn Đô hay Minh Trọng ở hành lang cánh trái lại đóng vai trò chính ở khâu phát triển bóng tiếp cận khu vực 1 phần 3 cuối sân của đối phương. Quan trọng là thế trong thời điểm U22 Việt Nam kiểm soát bóng, nhưng ở hành lang cánh trái của đội bóng áo đỏ lại trở thành khu vực mà U22 Malaysia liên tục nhắm đến xuyên suốt cả trận đấu này. Ở bối cảnh của hiệp thi đấu thứ nhất, khi mà cả hai đội đều muốn đẩy tốc độ trận đấu lên cao để thích nghi với điều kiện thời tiết, cầu thủ mang áo số 22 của Malaysia, Muhammad Hakimi đã khiến cho Tuấn Tài gặp rất nhiều vất vả. Cầu thủ mang áo số 2 của U22 Việt Nam không phải là mẫu hậu vệ sở hữu tốc độ đoạn ngắn cùng với khả năng tranh chấp tay đôi thực sự quá ấn tượng, chưa nói tới việc cầu thủ này chưa bao giờ được sử dụng ở vị trí trung vệ ở cấp độ câu lạc bộ. Sự liên kết giữa Tuấn Tài và Minh Trọng ở thời điểm phòng ngự lại càng bộc lộ ra những điểm yếu sau nửa sau của trận đấu. Minh Trọng tỏ ra không thực sự quyết liệt khi đối phương có bóng ở sát hành lang cánh, trong khi Tuấn Tài phản xạ không tốt trước những tình huống di chuyển tốc độ của cầu thủ U22 Malaysia không dưới một lần trong hiệp thi đấu thứ hai, U22 Malaysia có những tình huống khai thác khoảng trống ở khu vực nách hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng này. Chất lượng phòng ngự cá nhân là thứ khiến cho U22 Việt Nam gặp vấn đề trước những đối thủ có chất lượng cao hơn. Một tình huống tranh chấp thành công, một tình huống đoạt lại quyền kiểm soát bóng tốt có thể sẽ khiến cho ý đồ kiểm soát thế trận trở nên rất khác đối với đội bóng áo đỏ phải thừa nhận rằng chúng ta không thể làm chủ trận đấu bởi những tình huống tranh chấp cá nhân hoặc là đua tốc độ tỏ ra không vượt trội so với đối phương. Thậm chí ở phút 79, huấn luyện viên Philip Druze đã rút võ minh trọng ra để thay bằng lương duy cương trong bối cảnh sức ép của u 2 Malaysia gia tăng. Ở thời điểm đó, Phan Tuấn Tài vẫn giữ được ở vị trí trung vệ lệch của mình, thế nhưng Hồ Văn Cường là người chám chỗ của Minh Trọng trong khi Tiến Long thì được đẩy lên chơi cao hơn ở hành lang cánh phải chiến lược gia người pháp thậm chí đã gạch tên một trung vệ thuận chân trái là giáp tuấn dương ngay trước khi sea games diễn ra trong tay huấn luyện viên philippe jouze ở thời điểm này có thể nói rằng cả tuấn tài lẫn minh trọng đều không có được sự thay thế vừa vặn cả hai đều là những cầu thủ quan trọng trong cách xây dựng lối chơi của U22 Việt Nam vào lúc này nhưng cũng đồng thời đã và đang để lộ ra những hạn chế của mình trong thời điểm phòng ngự. Đó dường như là một canh bạc thực sự của huấn luyện viên Philippe Durje, không chỉ xét trong nội tại của nhà đương kim vô địch mà còn xét trong màn trình diễn của những tiền vệ cánh phải đang có phong độ cao như là Fajar Rahman của U22 Indonesia hay Chanarong của U22 Thái Lan đã thể hiện ở tại giải đấu ở Campuchia. Ở trận gặp U22 Malaysia, dù cho dẫn trước hai bàn chơi hơn hai người, U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy một thế trận thuyết phục trước hổ Mã Lai. Nhìn sâu hơn vào trận đấu, những khoảnh khắc khó khăn mà chúng ta vượt qua được không hẳn là nhờ vào năng lực cá nhân hay là sức mạnh tập thể mà chủ yếu là do đối thủ tự mắc sai lầm khi thì để bị phạt penalty, khi thì lại liên tiếp mất hai người do dính thẻ đỏ. Đó đều là những bước ngoặt mà ở đó U22 Việt Nam tạo được lợi thế để bứt lên cùng với sự vụng về nóng nảy của U22 Malaysia khiến cho họ đánh mất tất cả. 5 phút bắt nhịp là màn trình diễn đầy chủ động của những chú hổ dưới tay huấn luyện viên Elavarasan khi mà họ dùng ưu thế về thể lực và va chạm để lấn át lối chơi kiểm soát của Việt Nam. Nhưng đúng vào lúc U22 Malaysia bắt đầu có những cú dứt điểm tương đối chất lượng thì họ lại bị thổi phạt đền vì Aram Khafa đã để bóng chạm tay khi lấy thân mình để cản võ Minh Trọng sút về hướng cầu môn. Đôi khi chỉ một tích tắc may mắn cũng đủ quyết định cả trận đấu bản lề. Ở trường hợp này chúng ta thậm chí còn may mắn nhân đôi bởi vì Nguyễn Văn Tùng đã không thắng được thủ môn Ihan ở trên chấm 11m nhưng vẫn ghi bàn từ một cú đá bồi. Bàn thua từ chấm phạt đền đó có thể chưa phải là gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của đội bóng áo vàng, nhưng nó chắc chắn làm sụt giảm nghiêm trọng khí thế phủ đầu mà họ đang nỗ lực tạo ra. Mặt khác, khi mà U22 Malaysia buộc phải chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ thì họ không còn duy trì được khối đội hình phòng thủ đã từng trụ vững hơn 73 phút trước U22 Thái Lan khoảng trống mà cầu thủ chạy cánh phải của U22 Malaysia dâng lên không kịp lùi về đã bị Phan Tuấn Tài quan sát rất nhanh và khai thác bằng đường truyền dài cho Minh Trọng xuống biên, tạt một chạm như đặt để cho Văn Tùng dứt điểm bằng đầu sở trường để nhân đôi cách biệt. Đây cũng là pha bóng chất lượng nhất mà U22 Việt Nam dàn xếp được kể từ đầu SEA Games 32. Nó chứng minh rằng thứ bóng đá mà huấn luyện viên Philippe Ruse đang truyền đạt cũng có rất nhiều ưu việt. Chỉ có điều các học trò cần thêm cả thời gian và các tố chất khác để có thể lĩnh hội một cách tối đa trong các tố chất mà U22 Việt Nam còn đang thiếu đáng lo ngại nhất có lẽ là sức bền. Gian cầu thủ mà huấn luyện viên Philippe Troussier đang trèo lái không có một cá nhân nào thực sự độc đáo về kỹ thuật hay là sắc sảo về chiến thuật nhưng ngay cả thể lực vốn là điểm đã tiến bộ khá nhiều của bóng đá Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây cũng đã có chiều xa suốt. Chúng ta nghỉ nhiều hơn U22 Malaysia một lượt đấu, nhưng từ lúc nhập cuộc cho đến khi đối thủ còn 9 người ở trên sân, U22 Việt Nam hầu như là không thể hiện được ưu thế về tranh chấp tay đôi hay là đua tốc độ. Trần Quang Thịnh đá ở vị trí thòng trong sơ đồ 3 trung vệ nhưng ít nhất có 2 lần cắt bóng hụt để lộ mặt tướng. Thêm 3 lần nữa tiền đạo của U22 Malaysia lẻn qua được hàng thủ của chúng ta để đối mặt với quan văn chuẩn nhưng kết thúc thì lại ra ngoài. Dù vấn đề về phán đoán hay sức dướn, đó đều là tử huyệt của tuyến phòng ngự U22 Việt Nam. Một lần nữa, sự chắc chắn lại là dấu hỏi cho người gác đền quan văn chuẩn. Tuột bóng khỏi tay trong điều kiện sân trơn bóng ướt là một lỗi sơ đẳng, một lỗi mà khi người thủ môn mắc phải thì anh ta sẽ khiến cho các đồng đội bị tâm lý rất nặng nề. U22 Việt Nam từ chỗ đang phơi phới dẫn trước hai bàn, bỗng nhiên lại bị đẩy vào thế chống đỡ cực nhọc khi mà đối phương đang ở rất gần hy vọng gỡ hòa. Có thể hiểu được ý tưởng của huấn luyện viên Philippe Druze khi mà đại tu hàng tiền vệ với những huỳnh công đến khuất văn khang vào sân từ ghế dự bị nhằm bảo toàn chiến thắng. Nhưng liệu có yếm thế quá không khi mà nhà cầm quân người Pháp rút cả văn tùng ra để U22 Việt Nam chơi nốt hiệp 2 mà chẳng có tiền đạo thực thụ nào? Kết quả thì ai cũng thấy khá hiển nhiên, U22 Malaysia tăng cường sức ép trong khi chúng ta phản công yếu ớt vì không có điểm đến ở tuyến đầu có những thời điểm khung thành của quan văn chuẩn đã rung lên bần bật hoặc là thủ môn này phải dùng cả thân mình để chuộc lỗi cho một pha ói bóng tiếp theo. Nhưng đây là một trận đấu mà thần may mắn hoàn toàn ưu ái với U22 Việt Nam. Người Mã tưởng chừng như đã ngửi thấy bàn thắng thứ hai thì lại chuốc lấy thẻ đỏ. Với 9 người ở trên sân, huấn luyện viên Elavarasan không thể có phép màu nào để lật ngược được thế cờ. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Philippe Rouget cũng không thể tận dụng ưu thế quá lớn này để tái lập cách biệt về tỷ số khi đã hơn hai người, huấn luyện viên Philip Truje mới tung chân sút quốc Việt vào sân, nhưng U22 Việt Nam cũng không cho thấy khát khao ghi thêm bàn thắng. Có thể tính chất quá quan trọng của trận đấu khiến cho ban huấn luyện đưa ra những quyết định an toàn, nhưng cũng có thể trong trạng thái thể lực đã bị bào mòn ở hầu hết các vị trí trên sân, U22 Việt Nam đành hài lòng với mục tiêu tối thiểu, đó là lọt vào bán kết. Nếu như thực tế diễn ra theo vế thứ hai, sẽ rất khó khăn cho chúng ta trong trạng đua còn lại nó đặt ra nhiều toan tính hơn cho huấn luyện viên Philip Ruge khi mà gặp U22 Thái Lan. Trận đấu dù tính chất chỉ là thủ tục phân hạng nhưng sức ép dành cho ông sẽ nhân lên gấp bội. Và ở bán kết, chờ đợi chúng ta sẽ là một U22 Indonesia hoặc là Myanmar, những đối thủ đang sung mãn cả nền tảng thể lực lẫn hưng phấn trong tấn công. Từ thời điểm này, chúng ta mới thực sự đánh giá được bản lĩnh của ông thầy người Pháp Philippe Drouzet quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo